Rồi, xin chào các bạn, lại là hai gương mặt mốc bên mẫu xe concept hoàn toàn mới. Thật ra thì cũng đã rất là lâu lắm rồi, Vlog xe và AutoZone mới có một cái dịp để đồng hành cùng với nhau ở trong một cái video clip. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này, ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng tới cái nhân vật chính, đó chính là cái chiếc XFC concept của Mitsubishi. Và trước khi để bắt đầu hết tất cả mọi thứ thì mình đang muốn chia sẻ với các bạn một tí về cái sự đặc biệt của cái mẫu concept này. Cái thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà Việt Nam được chọn là cái nơi ra mắt một cái mẫu xe concept trước thế giới luôn, tức là Việt Nam mình là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó. Cái điều đặc biệt thứ hai á, đó chính là đối với Mitsubishi á, thì là khi mà họ ra mắt một mẫu concept năm nay thì ngay năm sau họ sẽ ra luôn cái xe thương mại, chứ không phải là một cái điều gì đó quá xa vời. Thì điều này được minh chứng trước đây với cái mẫu Xpander. Các bạn nhớ là cái Xpander đã được trưng bày tại triển lãm VMS, rồi sau đó một năm sau thì là xuất hiện trên thị trường và ngay lập tức tạo được concept. Và bây giờ thì mình đang muốn Khoa sẽ hỗ trợ mình chia sẻ cái thông tin về cái tên của cái mẫu xe này trước. XFC nó có nghĩa là gì Khoa? XFC hả? Nghĩ mãi chưa ra luôn. Chắc là Xpander fan club quá. Có thể là như vậy các bạn. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mẫu xe này. Cái đầu tiên mình đang muốn chia sẻ với mọi người trước á, là nó vẫn là Dynamic Seal. Nhưng mà Dynamic Seal đợt này á, là giống như phiên bản 2.0, nó sẽ hơi khác là Dynamic Seal trước đây của Mitsubishi. Thì đâu đó chúng ta sẽ nhìn trên cái thiết kế này ở phần đầu xe, các bạn vẫn sẽ cả thấy được cái chữ X nó theo cái đường này nè. Nói chung là cái ngôn ngữ Dynamic Seal mới này nó lạ lắm. Cái phong cách này có vẻ như là cái xu hướng thiết kế hiện nay của các hãng xe Nhật. Ví dụ như là từng gặp trên Honda Civic hoặc là trên Lexus RX thế hệ mới nha. Thì ở cái phần này là đúng không? Phần đúng rồi, đúng rồi. Nó rất là nhô ra. Đúng rồi, thì mình gọi vui là mũi cá heo á. Và bây giờ thì chúng ta hãy nói về cái mẫu thiết kế này trước đi. Thì khi mà mình mới nhìn vào cái mẫu thiết kế này thì bản thân Tâm và Khoa cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì thấy ai đời lại để hai cái ống bô ra phía trước mà lại còn bô đổ đèn nữa. Đây là một cái mẫu thiết kế nói chung là rất mới lạ. Đặc biệt là cái điểm này mình không biết là trên bản thương mại thì còn lưu được cái này hay không. Nhưng nếu như mà còn lưu giữ được cái thiết kế này thì thật sự là một cái bước đột phá. Giống như ngày xưa Audi hay ra đầu tiên cái ở cái mí LED, daylight, đèn daylight LED. Và ngay lập tức là tất cả hãng xe đều chạy theo đó hết. Nếu như mà vẫn giữ cái chi tiết này trên cái phiên bản thương mại thì có lẽ ra đường nhìn một phát là biết ngay xe XFC. Thật ra thì thưa các bạn, đây là cũng là lần đầu tiên Tâm với Khoa làm một cái review về một cái mẫu concept. Và đối với mẫu concept á, thì bản thân tụi mình không có được những cái gọi là thông tin chi tiết hay là thông số kỹ thuật gì của cái xe này cả. Cho nên tất cả những cái gì mà Tâm và Khoa nói đây là thứ nhất là chia sẻ về ý kiến của mình về cái mẫu xe này. Thứ hai là những cái phỏng đoán. Và chúng ta chờ xem chắc phải một năm nữa thôi. Thì chiếc xe này bằng xương bằng thịt sẽ xuất hiện. Và chúng ta cùng so sánh nó với lại cái mẫu concept này. Bây giờ anh Tâm cho lời công bằng đi, anh thấy chiếc xe này đẹp không? Đẹp. Đây là một trong những cái mẫu xe hiếm hoi của Mitsubishi mà mình cực kỳ hài lòng. Bởi vì nếu như mọi người nhìn lại cái lịch sử tất cả các cái dòng xe của Mitsubishi, các bạn sẽ thấy là xe Mitsubishi thì nó không xấu, nhưng mà cái sự đồng điệu nó lại không có. Ví dụ một số dòng xe Mitsubishi thì cái đầu xe rất là đẹp, nhưng mà cái đuôi xe thì lại không được như vậy. Hoặc ngược lại, đuôi xe rất đẹp thì đầu xe nó lại không có cái sự đồng bộ đó. Hoặc là bên ngoài rất đẹp thì bên trong nội thất thì nó lại rất là không ăn nhập với nhau về cái ngôn ngữ thiết kế. Nhưng mà đây là một trong số những cái mẫu xe mà mình đánh giá là có cái sự đồng nhất về thiết kế. Nó hài hòa. Hài hòa cực kỳ. Xe hơi cộng nhưng mà nhìn dáng xe nó rất là hài hòa, nó không có kiểu như là cố gồng. Có nghĩa là cái ngôn ngữ thiết kế này nó rất là xuyên suốt từ ngoài vào trong, từ trước ra sau. Và cái điểm kick ass nhất, cái điểm gọi là ấn tượng nhất mà mình thấy trên cái mẫu xe concept mới của Mitsubishi á, nếu như mà vẫn giữ được cái đặc điểm này trên phiên bản thương mại thì mình nghĩ là nó sẽ khá là hay. Đó là cái phần đầu này nè, thiết kế nhìn nó rất là sang, rất là xu hướng. Đó, cùng phân khúc với lại Toyota Corolla Cross nhưng mà cái dáng dấp thì lại hao hao như là Lexus RX, quá kick ass luôn. Còn riêng về Tâm ấn tượng ở cái mẫu xe này á, đó chính là ở cái phần khóc bánh xe sau. Cái đường gân này thì nó không mới, nhưng mà trên cái mẫu Mitsubishi XFC này thì rõ ràng là cái đường gân nó được dập rất là rõ ràng. Có thể là do cái màu xe nữa, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là, thứ nhất nó rất là kim loại, nó rất là concept, nó rất là khỏe khoắn. Và với lại cái phần đèn phía sau đó, đèn trước hay đèn phía sau đều là cái đèn dạng chữ T nằm hết, giống như Volvo hả, giống như cây búa của Volvo. Thì mọi người có thể thấy nó ăn liền với nhau thành một khối lắm. Và thì đây là cái ngôn ngữ thiết kế đuôi xe
mà xưa giờ mình chưa từng thấy ở trên một cái mẫu Mitsubishi nào cả. Phần đuôi cũng đẹp quá, làm đẹp phết, dáng thể thao. Rồi, Tâm muốn chia sẻ thêm là mọi người hãy chú ý vào cái mẫu xe này ở cái chỗ là dù rằng đây là một cái dòng xe SUV cỡ nhỏ nhưng mà cái khoảng sáng gầm là cái mà Tâm ấn tượng ngay từ đầu khi mà nó xuất hiện trên cái sân khấu này. Bởi vì dĩ nhiên đây là một mẫu concept thôi, chúng ta cũng không biết là mẫu thương mại nó được bao nhiêu phần trăm của cái mẫu này. Nhưng mà với khoảng sáng gầm như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ là một thách thức trong cái phân khúc so với lại những cái đối thủ trên thị trường. Ở đây có một điểm sẽ khiến cho các bạn bất ngờ, đó là cái treo sau của chiếc xe này là treo độc lập nha. Xe hạng B mà chơi treo độc lập luôn. Thì không biết là cái điểm duy nhất này trong phân khúc. Thật ra thì khi mà phát hiện ra cái hệ thống treo phía sau là độc lập á, thì Tâm lại cảm thấy là có thể cái mẫu này sẽ được trang bị hệ thống AUD. Đúng. Bởi vì thường thường là khi mà chúng ta đối với những cái xe ở phân khúc này mà chúng ta có một cái hệ dẫn động bánh sau thì chúng ta sẽ có cái hệ thống treo độc lập. Thì hy vọng là đây là một concept mà, nhưng mà cũng không có thông tin gì rõ ràng cả, nhưng mà mình hy vọng rằng chiếc xe này sẽ được trang có một cái phiên bản nào đó được trang bị cái hệ thống bốn bánh. Đúng, bốn bánh thì đúng, nó quá tuyệt vời luôn. Cái mindset thiết kế làm xe của người Nhật á, thì nếu như chỉ có dẫn động cầu trước trong phân khúc hạng B nha, thì chắc chắn là treo sau nó sẽ là dòng xoắn bán phụ thuộc. Nhưng một khi đã có cấu hình dẫn động bốn bánh tại thời gian thì treo sau là phải là độc lập. Độc lập nó nhiều cái lợi lắm các bạn. Mình nhưng sẽ mà làm... từ nãy giờ chúng ta nói về những điểm mà anh em mình muốn cái phiên bản thương mại giữ trên chiếc xe concept này. Thì bây giờ nói đến cái điểm mà khó để mà thương mại hóa đi. Ví dụ như là cái gương chiếu hậu hai bên. Cái này thì là cái điểm mà chắc chắn luôn, chứ không phải là khó, là chắc chắn luôn nó sẽ không xuất hiện trên cái bản thương mại. Bởi vì nó không phải vấn đề về công nghệ, không phải rào cản về chi phí, mà nó còn là rào cản về luật pháp. Ở một số quốc gia thì hiện tại họ vẫn chưa có cho phép cái sử dụng camera thay thế hoàn toàn cho cái kính gương chiếu hậu. Mình không biết là Việt Nam mình có nằm trong cái những cái chủ quốc gia đây không, nhưng thật sự là đối với một mẫu xe toàn cầu cung cấp cho nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường như Đông Nam Á hoặc là châu Á, thì mình nghĩ là cái chi tiết này sẽ cực kỳ khó xuất hiện. Nói chung là trên phiên bản concept thì nó đúng nghĩa là để ra rẻ luôn đó. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là em nghĩ là bộ mâm đi. Mâm okay. Của phiên bản concept này lên tới 20 inch thì sẽ khó để mà thương mại hóa được. Cái phiên bản thương mại thì em nghĩ là kích thước mâm khoảng 18 inch cho bản cao với lại 17 inch cho bản tiêu chuẩn là đẹp. Ok các bạn, trên cái mẫu xe XFC này thì đây là cái chi tiết duy nhất mà chúng tôi có về thông số. Đó là bộ mâm, bộ lốp, vì lốp không phải do Mitsubishi sản xuất. Cho nên là thực tế thì chắc chắn rồi, bản thương mại chắc sẽ không có cái bộ mâm lộng lẫy như thế này đâu. Và cũng không có cái size 20 inch luôn ở cái phân khúc này. Mình cũng muốn bổ sung một tí là hồi nãy mình có nói vui cái tên XFC concept là Xpander Fun Club. Nhưng mà chính xác cái tên XFC đó, Mitsubishi họ chia sẻ đó là viết tắt của chữ Extra Force and Comfort, tức nghĩa là một cái xe ý tưởng nâng cao về cái sức mạnh và cái trải nghiệm êm ái. Đó. Ok, nhanh thôi thì bây giờ mình sẽ nhờ mở cửa để mà các bạn có thể xem ở bên trong. Tới phần hấp dẫn nè, bảo đảm sẽ làm cho các bạn phải wow luôn. Thật sự mà nói thì vì đây là mẫu concept cho nên nội thất bên trong nó cũng sẽ là concept, nhưng mọi người có thể thấy được những cái rất cơ bản của cái bên trong mà mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện được. Thứ nhất là một hai cái màn hình. Cái này thì mọi người sẽ thấy là nó đang xuất hiện rất nhiều trên nhiều mẫu xe hiện nay chứ không riêng gì là Mitsubishi. Rồi ngôn ngữ thiết kế vô lăng nó cũng là hoàn toàn mới so với những cái vô lăng truyền thống của Mitsubishi. Rồi ngay cả cái hộp con ngựa ở giữa các bạn thấy là chỗ cái vị trí cần số, thì đây cũng là một cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Nhưng mà tất cả những cái điểm này Tâm chia sẻ với các bạn là những cái điểm mà có thể thương mại hóa được, và nó thương mại hóa rất là dễ dàng. Cho nên là Tâm hy vọng là ở cái phần nội thất thì là cái xe thương mại và cái xe concept này sẽ không có nhiều cái sự khác biệt đâu. Và Mitsubishi cũng hé lộ cái mẫu xe này, cái phiên bản thương mại của nó sẽ là có cái không gian hàng hai rộng nhất trong phân khúc luôn. Thế nên là mình rất là hóng cái phiên bản thương mại. Cái clip cũng đã khá là dài rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái điều mà mọi người chắc là đang rất là thắc mắc, đó chính là về giá bán của chiếc xe này. Theo một số thông tin hành lang vỉa hè mà Tâm nhận được thì chiếc xe này nó rơi vào giá khoảng 450 triệu. Đây là một cái mức giá rất là concept. Khi nào có xe thương mại chúng ta sẽ có giá thương mại, còn hiện tại xe concept thì chúng ta sẽ có giá concept. Và chúng ta sẽ có ba cái phiên bản động cơ luôn các bạn. Một cái động cơ là 1.5 turbo, một cái động cơ điện và một cái động cơ như 2.0 hay sao á. Và đây tất cả đều là động cơ concept hết. Còn thương mại thì mình không biết. Riêng em thì em lại nghe đồn là nghe ao hồ khác anh đồn là
Cái mẫu xe này, phiên bản thương mại của nó sẽ có kích thước là B cộng, nhưng mà giá thì sẽ rơi vào tầm B trừ. Hấp dẫn chưa? Giá okay. Khởi điểm là B trừ nha. Rồi, okay. Một năm nữa thì chúng ta sẽ biết. Bây giờ là đã cho đặt cọc rồi đó, đặt xe rồi đó, phải không? Đây là hình thức huy động vốn. Đúng ra là sẽ phát hành trái phiếu, nhưng mà sau cái vụ kia thì bây giờ người ta là lấy cọc xe, gọi là đây là một hình thức huy động vốn thôi. Chứ bây giờ xe chưa một trên thế giới chưa có một hãng xe nào mà họ nhận đặt cọc khi mà mới ra xe concept cả. Ok. Ok. Xong ha. Xong. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ ủng hộ cho Vlog Xe và AutoZone.